cái thân đó thì nó có cái bộ não. Bộ não nó kiểm soát tất cả các cái hành vi của cái thân điều khiển. Nhưng để tìm ra cái tâm á thì chẳng ai tìm ra được hết. Các triết lý, các khoa học gia cũng chỉ đoán mò và nói rằng cái tâm là do nó gá vào cái thân, tức là cái não, và vì có duyên thì nó sanh ra cái tâm. Thế thì cái tâm mà nó sanh ra đó là do có cái duyên. Và nếu không có duyên thì sao thưa chư vị? Không có duyên thì tâm không sanh. Mà nếu có duyên nhưng mà nếu không có thọ thì sao? Thì nó cũng không sanh luôn. Cho nên có hai trường hợp chúng ta lưu ý. Một là không có duyên, tức là cách duyên. Hai đó là quan sát các sự cảm thọ khi xúc chạm với duyên. Trường hợp thứ nhì á, thường thường dành cho những vị tu cao cấp à, vì người ta đủ khả năng, cái tâm nó rất là nhạy bén, rất là nhanh. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói tâm rất khó là điều phục. Khi mắt tai mũi lưỡi va chạm với sắc thinh hương vị xúc pháp thì trong một cái sát na, Đức Phật ví như là cái người chư thiên đó mà duỗi cánh tay, tức là rất là nhanh, rất là nhanh. Mà trong ấy đã có cả hàng tỷ cái tâm mà rất là nhanh, mà cái tâm nó đều có thay đổi sinh diệt, thay đổi về cường độ, thay đổi về tính chất. Cho nên rất khó theo dõi cái tâm, rất khó huân tu cái tâm. Chúng ta hàng ngày sống trong cảnh giới đầy là nhiều dục. Ăn cũng là dục, nhìn cũng là dục. Dục giới mà. Ăn, ngủ, đi, đứng, nhìn, nghe, ngửi, nếm đều phát sinh dục. Ưa thích muốn. Cho nên rất khó điều cái tâm. Hay có duyên, mà nhất là duyên dục duyên đó, lại càng sanh cái tâm bất thiện. Ăn thì muốn ăn nhiều, muốn ăn ngon hơn, ăn cùng một món thì không chịu. Rất tiếc là hôm trước có cái món bún ngon quá mà lại không có cho ăn cho tới cái ngày mãn khóa. Đáng lẽ ra cho ăn tới ngày mãn khóa luôn đó, thì nó tốt biết bao nhiêu. Tự là trải nghiệm mà mình sẽ khám phá cái tâm của mình. Cho nên cái cách là sống giữa chợ đời mà thõng tay vào chợ là chỉ có những bậc thiền sư lỗi lạc, không còn dính mắc nữa. Còn một cách thứ nhất đó là để cho chúng ta có thể thực hiện tương đối thành tựu, đó là cách duyên, đoạn duyên, không có dính mắc nữa, không tạo duyên, không xúc duyên. Mà cách thứ nhất đó nó tương đối dễ, tại vì tránh xa duyên rồi thì từ từ nó sẽ ổn định, tâm nó sẽ không có sanh nữa, và lâu ngày nó quen rồi, nó quen thì nó không có sanh tâm. Còn hễ có va chạm, hễ có xúc thì đều có sanh tâm. Ở trong tục ngữ Việt Nam á, cũng có nhiều câu rất là hay nói về đời sống nam nữ, vợ chồng. Ta nói cái gì à? Đêm nằm thì ngáy o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Cái tâm nó vậy đó, ngáy nghe ngủ không được,
Nhưng mà cái tâm nó dính vào cái duyên, tức là tâm ái. Khi thương trái ốc cũng tròn, phải không? Khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo, mà xưa không biết trái bồ hòn là trái nào. Nhưng mà nghe nói rồi đấy, trái bồ hòn cũng méo, mà trái ấu thì nó tròn. Sư cũng biết trái ấu là nó cái hình dáng là làm sao mà thử cái thấy quý vị phản ứng rồi, tâm chi tá rồi, tâm tức là tâm phản ứng theo cảm xúc dục lạc, có định kiến rồi đấy, định kiến về trái ấu, định kiến về trái bồ hòn, cho nên phản ứng liền đấy, thử cái là rớt rồi, bài này là chấm zero điểm mà. À, ta thử cái là ta thấy rớt hết rồi. Tu mấy ngày rồi, 6 7 ngày rồi, mà có chút xíu thôi là đã thấy rớt rồi, thì bảo đảm về nhà là thế nào cũng là có chuyện. À, đi lâu về nhà thế nào cũng có chuyện, càm ràm là bực dọc, rồi không chừng dẫn tới lỗi tại mình đó, mình không kiểm soát được 6 căn. Thử chút xíu là thấy là rớt rồi, zero điểm. Thế thì đừng có tạo duyên mới, ưa thích làm cái này, ưa thích làm cái kia, đó là tạo duyên đó. Nói thôi bây giờ đi chợ xa quá, mua chiếc xe là tạo duyên. Mua chiếc xe rồi cái lại mướn thợ bảo hành, đổ xăng, rồi hỏi người phối ngẫu của mình tiền đâu để đổ xăng ăn. À, anh cho tiền đổ xăng mà anh không có chuyện tiền đổ xăng thì là phiền não, tức là tự ta tạo ra phiền não, tự ta tạo ra lậu hoặc, tại vì có sống trong cảnh dục giới. Ngay bữa ăn cũng vậy, ăn một món mà ăn 15 ngày thì chắc là ngán, thì lúc bấy giờ không thấy nó ngon nữa. Cái tâm đó tâm gì? Tâm đó tâm vọng, tâm đó tâm sai biệt, tâm đó tâm mê. Món ăn nó cũng thế à. Mai mốt sau cái khóa này đấy, ở đây rất nhiều vị thích ăn phở, về chọn cái quán nào thật ngon đó. Sáng ăn phở, trưa ăn phở, cũng tới quán đó gọi cái món đó, sáng ăn phở, trưa ăn phở, tối ăn phở, gọi 10 ngày liên tục đều phở, mà cái món ngon nhất của cái quán đó. Và làm ơn ghi lại cái tâm. Bữa đầu tiên ăn, tâm gì nó sanh? Phải quan sát. Nếu không quan sát được, coi như là 15 ngày quý vị rớt. Quý vị phải biết tiến trình thành lập của tâm, tiến trình thành lập của sự nhận thức. Tâm khác, nhận thức khác ạ. À? Tâm thường thường do sự phản ứng có duyên khi xúc chạm. Còn sự nhận thức, nó có nhiều tầng. À, phản ứng cảm xúc thì là chi tá, có tư duy để khi phản ứng, đó là mano. Rồi vinaya tức là nó nhớ để nó phản ứng, nhiều khi theo cái kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm tức là định kiến. Rồi tiềm thức, ăn tới cái ngày thứ 10 thấy nó chán quá, nhưng mà đột nhiên nhớ lại bài học, thấy ông sư ông đây ăn cái gì nó cũng đi toilet, cái tự nhiên cái tâm nó chuyển đổi, đang từ cái buồn nó thứ thì nó cũng thế thôi, cái tâm trở lại nó nhẹ nhàng. Tức là cái đó là cái gì? Sự ý thức trong cái tiến trình thành lập cái tâm, nhận biết về sự ý thức, nhận biết về sự thành lập của cái tâm, dẫn đến sự hiểu biết. Và sự hiểu biết ấy làm ta không có dính mắc, không dính mắc về cái đề mục, về cái đối tượng, nó rất có lợi lắm thưa chư vị. Tại vì khi nó giải quyết được, khi cái tâm nó được huân tu như vậy rồi, thì đối cảnh mình kiểm soát được tâm. Trong cuộc sống hàng ngày thế nào cũng có bị người ta mắng mỏ, người ta nói này nói kia, nhưng nếu tâm ta được điều phục rồi thì ta không thấy buồn. Tâm ta điều phục được rồi ta không thấy buồn.
Cho nên lúc đầu phải cách duyên, tức là tránh xa ra những cái duyên có thể xúc chạm tạo ra những sự tăng trưởng của các pháp bất thiện trong tâm, hay là những cái tâm bất thiện. Khi nó thuần thục rồi thì nó chẳng còn thiện, bất thiện nó chỉ là những sự rung động. Sự rung động tác động trên cái thân của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và khi mình có cái sự tu tập, mình có cái sự nhận thức, thì tất cả những sự rung động đó mình nhận biết, mình không có chạy theo, mình không có phản ứng, thì mình không có tạo nên cái lỗi. Một cái cách mà dễ làm và thường thường đưa tới sự thành tựu hơi cao, đó là sự quyết tâm. Ở trong bốn cái nghiệp, ở trong bài Kinh Hạnh Con Chó, Kinh Trung Bộ, Đức Phật đã dạy: nghiệp đen sanh quả đen, nghiệp trắng sanh quả trắng, nghiệp đen trắng sanh quả đen trắng, và nghiệp không đen trắng sanh quả không đen trắng. Thế thì nghiệp không đen trắng có nghĩa là ý chí cương quyết loại trừ tất cả các cái sự dính mắc, các cái duyên. Một trong những cái ý chí cương quyết loại trừ các cái sự dính mắc ấy là cách ly. Biết mình dở, đi vào núi. Biết mình dở, cạo đầu đi tu. Biết mình dở, đắp cái y lên. Mà tại vì khi đắp cái y lên rồi thì tự nhiên á, mình cái phong thái của mình nó phải khác, đi phải khác, đứng phải khác, suy tư phải khác. Không thể nào đắp cái y này rồi á, thấy người ta cái chạy nhảy giống như người ta, không làm được. Và thấy của rơi cũng không có lượm được nữa. Thấy bây giờ thấy mấy chục thỏi vàng á, mà đã đắp cái y rồi thì không có thể nào thò tay mà lấy được, lấy của không cho. Nó tự nhiên vậy đó. Tức là ta biết ta dở thì ta phải dựa vào phương tiện. Cho tới khi nó thuần thục rồi, nó trở thành vị thiền sư lỗi lạc rồi, thì lúc bây giờ mặc áo đời này cũng không sao hết. Thường thường ở trong kinh sách đó, nói rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý vị nghe vậy hoài chứ gì. Nhưng mà thưa kính thưa chư vị, ở trong kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ có nhiều đoạn chẳng ai biết Đức Phật là ai hết. Không ai biết Đức Phật là ai. Nhà vua A Xà Thế đi vào trong cái giảng đường, chư tăng đang ngồi đó, để tìm Đức Phật hỏi. Mà lần đầu tiên đó, ông tới thì ông thấy toàn là mấy ông đầu trọc ngồi với nhau hết rồi. Ông nhìn ngoài không ra. Mà nên nhớ, quý vị nên nhớ, một nhà vua tức là con mắt rất là sắc bén. Người ta phải có cái tuệ giác, có cái sự nhạy bén, người ta mới làm vua nổi. Ta nhìn ta phải biết cái thứ này thứ thiệt thứ giả. Vậy mà nhìn trong mấy trăm người ngồi đó không tìm ra được ông Phật. Thế thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ở cái chỗ nào? Nếu mà là người phi thường, người khác thường thì nhìn thấy liền chứ. Đằng này nhìn không thấy. Nhà vua nhìn không thấy. Cuối cùng nhà vua mới hỏi cái ông sư ngồi gần đó, hỏi ngài Cù Đàm ngồi đâu. Đấy, ngồi ngay cái cột chính giữa đấy. Cái giòm mới thấy, mới lại đảnh lễ. Đấy. Rồi có một lần nữa, Đức Phật đi xuống thăm ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên. Hai ông có hai cái cốc, hai cái cuti, rồi có người giữ vườn, nó làm vườn cho hai ông đó, thiện nguyện. Đức Phật tới cái ngay cái cổng, ông giữ vườn ấy, chỗ này hai bậc đại thánh ở, ông được vào. Người giữ vườn bảo với Đức Phật vậy đó, chỗ này là hai ông đại thánh ở đây, ông không được vào. Đức Phật nói dạ, đi ra ngoài ngồi. Không cãi cọ. Tại sao? Tại tâm nó xả rồi. Tâm không có dính mắc nữa. Ở trong bốn cái tâm, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, thì cái xả vô lượng tâm đó, thường thường người ta dịch là gọi là xả. Quý vị hiểu như thế nào về cái chữ xả? Có thể nói xả là bỏ không? Đức Phật không có nói cái chuyện bỏ ở đây. Mà tiếng Anh dịch ra đúng là phải equanimity, tức là cân bằng không dính mắc. Trạng thái cân bằng không dính mắc. Có nghĩa là không nghiêng đúng, không nghiêng sai.
không thích cái đúng mà cũng chẳng chê cái sai. Cái tâm mình phải tu tập như vậy, tức là không có dính mắc, thì mới gọi là xả. Đấy. Chứ không phải xả là bỏ. Thế trong cái phép tu tập hàng ngày ấy, chắc chắn chúng ta có làm lỗi, tại vì mình còn phàm mà, chưa có bước vào dòng thánh nữa. Mà chưa bước vào dòng thánh thì quý vị nên thận trọng nha, kiếp sau chưa chắc được làm người. Phật nói rất rõ ở trong kinh Trường Bộ, Trường Bộ phẩm 25. Tu mà ngồi thiền như thế này á, Đức Phật gọi là cành lá. Nhìn cái cây ấy, thấy cành lá xum xuê. Tu mà giữ giới được á, nghiêm trì không một giới nhỏ phạm, thì giống như vỏ cây, nó bao bọc cho cái thân cây không bị phạm. Mà tu á, bắt đầu có phát sinh trí tuệ thì nó giống như cái khúc cây ở bên trong á, nó mềm mềm, nhưng chưa được vào được lõi cây. Lõi cây là phải chứng vào dòng thánh. Tại vì không có gì đảm bảo kiếp sau là chúng ta còn sanh lại làm người nếu chúng ta không đi vào dòng thánh. Dòng thánh nó có 4 quả và 4 đường, tức là 8 chi phần. Cái sơ quả đó là tu đạo hoàn, thì nếu chứng rồi tu đạo hoàn quả, mà trên con đường thực hiện thì gọi là tu đạo hoàn đạo. Trên con đường thực hiện để từng bước đi tới cái quả thì gọi là tu đạo hoàn đạo. À, tu đạo hoàn đạo tức là cái con đường đi, ta đang đi. Con đường ấy là gì? Con đường của Bậc Thánh. Con đường Bậc Thánh là sao thưa chư vị? Là con đường ấy chỉ có thiện chứ không có bất thiện. Không có một pháp bất thiện nào nảy sinh ra ở trong cái tâm của con người đi trên con đường đấy. Khó không quý vị? Dễ. Ví như cái ly này, ví như cái ly nước này. Tu đà hoàn đạo tức là từng bước để đạt tới cái quả vị của tu đà hoàn quả, là sơ quả. Mà đi trên con đường này thì Đức Phật nói có rất nhiều cơ hội để quay trở lại được làm người, gặp chánh pháp, quay trở lại làm người, gặp chánh pháp, gặp bạn cùng chánh pháp để tu tập, và có nhiều cơ hội giải quyết những cái khổ đau trong sanh tử luân hồi. Điều kiện của nó là gì? Luôn luôn làm các việc thiện, luôn luôn làm các việc thiện. Việc thiện nhỏ nhất cũng làm. Thí dụ bây giờ mình thấy bạn mình họ không hiểu cái gì đấy, mình rất là hoan hỷ, mình hướng dẫn cho họ, cùng nhau đàm luận về chánh pháp trong cái tâm hoan hỷ, không phân biệt là anh giỏi hay chị giỏi, mà chỉ thấy cái pháp thôi, để hiểu ra để cùng nhau tu. Cái tâm nó có hỷ, có bi, bi mẫn, có từ. Nhưng mà nó lại có thêm cái xả nữa, tức là không có dính mắc. Thế thì cái con đường tu tập thiện pháp, tức là thấy cái việc gì có ích lợi cho người, có ích lợi cho mình, dẫu là nhỏ nhất cũng sẵn sàng làm. Đức Phật đã đi xuống dưới cái cuti của một ông tỳ kheo già, ông bị mù. Ông cứ cố ông xỏ cái chỉ qua cái lỗ kim á, để ông vá cái y của ông. Mà ông mù ông xỏ hoài không được, nó cứ rớt ra rớt vào hoài. Đức Phật đang ngồi thiền á, ngài quán chiếu, ngài thấy, ngài thương quá, đích thân ngài đi xuống. Rồi ngài xiển vô, ngài cho ông vá. Lúc ông xiển á, thì ông không có biết, ông tưởng có ông sư nào lại giúp giùm. Sau khi mà Đức Phật cầm cái kim ấy, đưa cho ổng, nói đây này, xong rồi ổng cầm, ổng thấy cái tay Đức Phật, tay mềm mại, cái ông giật mình, nói bạch tôn giả, có phải ngài là Đức Phật không? Ông nói đúng ta. Ông này quỳ xuống lại,
xỏ kim cho một người bệnh Đức Phật còn làm. Tức là cái việc nhỏ nhất Đức Phật còn làm. Ở trong tăng chúng cũng vậy. Có một ông bị bệnh, người nó ghẻ lở. Người ghẻ lở là cái nhân duyên nó kiếp trước ông chuyên môn đó, ông đi bắt chim á, mà ông bẻ bẻ chân bẻ ấy cho nó khỏi bay để ông gom lại ông bác. Vì cái tâm ác như vậy đó, cho nên sinh ra làm người thời Đức Phật, làm đệ tử Đức Phật rồi mà cái người nó ghẻ lở toàn thân hết rồi, mủ tùm lum hết. Ông rất là đau đớn, ông chịu không nổi. Đức Phật với ngài A Nan nó xuống, đích thân Đức Phật tắm cho ông, lau chùi người sạch sẽ, xong rồi thay cái y mới cho ông. Và trong lúc đang tắm, Đức Phật giảng cho ông nghe về nhân quả vô thường. Ông nghe tự nhiên ông bừng sáng. Chỗ này quan trọng lắm, lắng nghe chánh pháp nè, lắng nghe chánh pháp, nghe với cái tâm gì. Và khi sau khi được tắm rửa sạch sẽ xong, nghe cái bài pháp đó xong, ông chứng A-la-hán. Ông đâu có ngồi thiền, ông được Đức Phật tắm rửa, rồi ông lắng nghe chánh pháp thôi. Trong lúc cái thân khoan khoái, ông chứng. Đức Phật không một việc thiện nào mà ngài không làm. Ngài làm hết việc lớn việc nhỏ đều làm. Cho nên ngay trong cuộc sống một ngày, nếu chúng ta thấy rằng những việc lớn việc nhỏ mà chúng ta có phân biệt thì cái tâm phân biệt nó phát sinh. Mà tâm phân biệt đấy là tâm bất thiện. Không có việc gì lớn, không có việc gì nhỏ, bất cứ việc gì mà sinh ra trí tuệ gọi là trạch giác chi phân biệt thì nó đều có cái hiệu quả của nó là thiện pháp. Mỗi một ngày chúng ta cố gắng làm ít nhất một việc thiện. Tức là cái ly này, nếu chúng ta mỗi một ngày mà chúng ta nhỏ một giọt thiện thì bao lâu cái ly này nó đầy? Có thể là 3 năm. Tức là con đường tu Đà Hoàn, tu Đà Hoàn đạo là 3 năm nó mới đầy. Nhưng nếu chúng ta mỗi một ngày chúng ta nhỏ 1.000 giọt thì bao lâu nó đầy? 3 tháng. Có nghĩa là sao đây? Có nghĩa là siêng năng tinh tấn làm các việc thiện, siêng năng tinh tấn hành trừ lọc rửa tất cả các pháp bất thiện ở trong tâm, thì đây là thiện pháp. Kể cả cái việc mình hành trì loại bỏ tất cả các tạp niệm ở trong tâm, trong ký ức cũng là thiện pháp, tại vì làm sạch sẽ đi các cái bất thiện pháp mà. Thế thì nếu mà chúng ta cứ tinh tiến, nỗ lực làm nhiều hơn thì nó mau đầy. Mà nếu nó đầy rồi thì thưa chư vị, cái giọt cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra khi cái giọt cuối cùng nhỏ lên cái ly đã đầy? Nó tràn. Khi tràn thì mới thấy phải không? Còn từng giọt thì đâu có thấy phải không? Khi tràn mới thấy thì cái thấy đó gọi là tu đà hoàn quả. Không có những cái giọt thiện pháp từ đầu tới cuối thì không có cái giọt cuối cùng. Không có sự tu tập hàng ngày hàng giờ, kiên nhẫn miên mật tinh tấn thì sẽ không có cái cuối cùng để đạt được cái quả vị. Cứ ngồi đó mong chờ lạy Phật từ bi cứu con muốn chứng quả tu đà hoàn, mà không làm thiện pháp, không tu tập, không hành trì, thì giống như Shakespeare đã nói, có hai thứ miễn phí ở trên trời rơi xuống. Thứ nhất là nước mưa, kính thưa quý ngài. Và thứ nhì là cứt chim. Không có thứ nào khác cả. Hai thứ đó, một là nước mưa, hai là cứt chim. Hai thứ đó miễn phí. Không tu học tinh tấn, không nỗ lực vượt qua các chướng ngại, không loại bỏ tất cả các bất thiện pháp ở trong tâm, không ngăn ngừa các bất thiện duyên, mà mong cầu để chứng quả này quả kia thì là chuyện không bao giờ có. Trong ngũ lực của Thất Bồ Đề Phật có tín, tấn,
niệm, định, tuệ. Tín là phải tin sâu tam bảo, tin vào nhân quả, tin rất rõ ba điều kiện tin Phật, tin pháp, tin tăng là phải tin. Tin vì tin như vậy cho nên mình không làm các bất thiện pháp. Bất thiện pháp là gì? Bất thiện pháp là người giết chó, giết mèo, mắng cha chửi mẹ. Bất thiện pháp là ham ăn ham ngủ. Ham ăn ham ngủ, kính thưa quý vị, là bất thiện pháp đấy. Ham nói, ham nhìn, ham nghe, ham hơn thú à, là bất thiện pháp đấy, bất thiện pháp đấy. Tại sao? Tại vì nó tạo ra những cảm xúc dục lạc, ưa thích để dính mắc và những cảm xúc dục lạc. Mẹ có cảm xúc dục lạc là có năm uẩn. Mẹ có năm uẩn là có bản ngã. Mẹ có bản ngã thì là có tôi là. Mẹ có tôi là thì sẽ tôi sẽ là, tiếp tục tái sinh nữa. Rất đơn giản. Chúng ta học xả là để bỏ cái năm uẩn, bỏ cái tôi là đi. Cho nên phải hành trì. Không thể nào trong khóa tu xong cái về nhà vứt qua bên, mong cầu là tu vậy đủ rồi, không bao giờ thành tựu. Mỗi ngày ít nhất 4 tiếng, 5 tiếng hồ ở nhà làm, chưa chắc đã thành tựu. Một cách tốt nhất là thôi cách duyên luôn. Giống như sư nè, dẹp hết, cạo cái đầu, đi vào núi rồi xong, không dính nhìn ai nữa. À, có duyên thì nói xong cũng chẳng biết nói với ai, nói cái gì quên hết, rồi xong phủi. Đó, phủi xong hết, không có gì hết. Quý vị thấy chữ Phật đó, người Tàu họ viết đó, quý vị thấy có một bên là bộ nhân, còn một bên là bộ phất. Phất tức là phủi, con người mà phủi đi, tức là không còn gì hết, thì là Phật. Phủi hết đi, cắt hẳn duyên trần. Ngày nào còn thích ở nhà là nhà tôi tiếp tục quay trở lại. Ngày nào còn thích ở với chồng với vợ thì tiếp tục còn quay lại gặp vợ gặp chồng. Xin thưa với quý vị, kiếp này mẹ mẹ biết này, kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con. Cái trò chơi này nó ái nhiễm, nó quay hoài đó. Mà quý vị thích thì quý vị cứ chơi. Mắt nhìn tai nghe là cái xúc chạm. Xúc chạm là có tham ái. Tới nay chúng ta biết rồi, hệ tham ái đưa vào trong cái thức, rồi đưa tiềm thức để làm cái tâm tái sanh tiếp tục đi. Mà kiếp này thương nhau quá phải không? Ông chồng nấu cơm cho mình ăn, rồng ẵm mình đi tắm phải không? Kiếp sau đó mình ẵm ông đi tắm à? Mẹ con mà. Mẹ con tức là mẹ ẵm đứa con đi tắm. Kiếp này ông càm ràm mình bực mình quá, mình không nói được, cái tâm nó sanh khởi, không tâm khó chịu. Kiếp sau gặp nhau là mẹ, tao ký đầu mày cho mày biết, kiếp trước mày cãi tao, mày nói tao thế này thế kia, kiếp này tao ký đầu mày cho biết. Tất cả đều do nghiệp lực và vì oan trái cho nên tiếp tục gặp nhau nữa. Thế thì cái gì nó sanh ra cái tâm đấy? Cái duyên. Thế còn muốn gặp nhau, tức là duyên dục, thì còn gặp nữa. Dục ở đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt nhìn ưa thích, tại nghe ưa thích. Cái ăn cũng vậy, ưa thích ăn cũng là dục. Ưa thích nghe cũng là dục. Lắng nghe chánh pháp là nghe ở trong tâm của mình cái gì đang sanh khởi, chứ không phải lắng nghe cái chữ nghĩa của cái kinh điển. Các pháp là như bè qua sông mà. Đức Phật trong kinh Trung Bộ ngài nói các pháp của ta như bè qua sông, tức là phương tiện để đi qua cái sự mê, giải quyết cái sự mê, giải thoát ra khỏi sự mê. Mà ta chấp cứng ngắc rằng kinh điển nói như vậy, tôi phải làm như vậy. Đức Phật chế giới đấy, chư tăng không được leo cây. Rồi thấy cọp nó rượt, nói, Phật dạy không được leo cây, Phật dạy không được leo cây, cọp nó sơi. Thì cái đó là vô minh. Bởi vậy Đức Phật mới nói kẻ vô minh. Cái bài đầu tiên mà Đức Phật dạy cho chư tăng á, là quán 32 thể trượng, đầu tóc lông răng móng đờm rãi phân nước tiểu. 60 mấy ông tự sát. Rồi có một ông không dám tự sát mới nói ông kia: tôi đại đức ơi, tôi cúng ông cái bình bát này. Ông làm ơn ông chặt đầu tôi một cái đi, tôi muốn giải thoát. Cái ông kia nghe cũng có lý, người ta cúng mình cái bình bát rồi lại chặt đầu, nó sướng quá, chặt đầu ông.
Chuyện tới tại Đức Phật nói ngu vừa vừa thôi. Ngài chế giới luật, tự sát cũng là sát sanh. Thân này không phải của ta. 50 kg là gồm có 500 tỷ tế bào chúng ta mượn để chúng ta sống, mà chúng ta tự sát là chúng ta phạm giới sát sanh. Một trong những cái giới sát sanh rất là trầm trọng đó là sân. Khi quý vị nổi sân buồn, buồn cũng là dạng sân. Mà khi quý vị nổi sân lên là lập tức giết 3 triệu tế bào não. Chỉ cần nổi sân lên là lập tức giết 3 triệu tế bào não. Sát sanh cái số lớn đó. Sát sanh thứ nhì là dâm. Khi nam nữ hành dâm là giết cả 2-3 triệu tinh trùng. Sát sanh đấy. Cho nên năm giới nó liên hoàn với nhau. Giới sát, giới dâm, giới nói dối, giới trộm cắp, nó đều liên hoàn với nhau hết. Muốn giải thoát thì phải cắt duyên. Tại vì hễ có duyên thì là có xúc. Và thường thường những cái duyên làm cho ta ưa thích nhiều nhất đó là dục. Nơi cái ăn, cái ngủ, cái nhìn, cái nghe, ngửi, cái nếm. Trong bài kinh Gò Mối của kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa cái ví dụ là ban ngày phun khói, ban đêm tỏa sáng. Ban ngày tỏa sáng, ban đêm phun khói. Là ý sao? Nếu ban ngày mắt tai mũi cứ mở ra thì ban đêm chiêm bao thấy đủ thứ, do cái vọng tưởng của mình, do cái tiềm thức của mình, cái thói quen. Cho nên đóng bớt mắt tai mũi lưỡi lại. Ở nhà khó đóng lắm quý vị. Bước ra nhìn thấy chồng, thấy bàn, thấy ghế, rồi thấy cái bếp, cái nồi, cái son, cái chảo. Lập tức nó khởi lên cái ý là bếp này của tôi, cái toilet này của tôi, ngồi trong toilet của tôi ấy, nó thấy nó êm hơn là ngồi toilet công cộng. Cảm xúc khác à. Phải không? Cái toilet ở trong nhà mình làm sạch sẽ rồi mình o bế, còn toilet ở ngoài chợ nó làm mặc dù cũng sạch sẽ nhưng mà người ta đi ra đi vô cả hàng ngàn người, ngồi xuống cái mình có cảm giác khác. Đấy. Thế tất cả những cái đấy nó tạo nên cảm xúc. Tránh bớt đi, mắt tai mũi lưỡi đóng lại. Mà một cách tốt nhất là kính thưa chư vị, thôi dứt duyên đi. Trần gian ngắn quá, chẳng có gì đáng. Cái trò chơi này không lẽ chơi hoài? Cái trò chơi đồ giả, nào chồng, nào vợ, nào nhà, nào cửa, nào tiền, nào bạc, toàn đồ giả không à. Năm uẩn tương tác và tâm thức biến hiện tạo nên cảnh giới. Mà ta say mê trong cái biến hiện, như cái phim cine, ta say mê trong cảnh giới đó, ta nghĩ nó là thiệt. Ở đây có rất nhiều vị đã từng xem cái phim Tây Du Ký phải không? Tôn Ngộ Không á. Tôn Ngộ Không, Tây Du Ký. Phim không à. Nhưng mà coi như hết tập này tới tập kia xem hoài không biết ngán. Đấy. Tất cả những cái đó thưa chư vị, các cảnh giới chúng ta đang sống là phim. Nào vợ, nào chồng, nào cha, nào mẹ, nào con, toàn là đóng phim. Nhưng mà chúng ta ưa thích dính mắc và chúng ta không buông được, tức là không xả được. Cách tốt nhất là cắt duyên. Nếu sợ sanh tử luân hồi thôi nghỉ dẹp. Còn nếu không có thì kính thưa chư vị, kiếp này vợ vợ, chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ, con, trò chơi này tiếp tục còn dài lắm thưa chư vị. Chuyện này còn dài lắm, không biết bao nhiêu tập, không? Bao nhiêu kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.